Mới hôm đầu đi học mà tao có thấy buồn ngủ kiểu gì ấy Thắng ạ. Tao mày toàn đi học muộn thôi Thắng ạ. Mày kém, mày đặt cái báo thức dậy cho quen đi. Thế sao mày đặt rồi mà mày vẫn đi muộn như tao? Hả? À, tại tao chưa quen thì báo thức kêu tao vẫn phải ngoan. Úi giời, thế thì chịu. Ôi em Diêu, uống sữa cun à, cho chú xin một hút. Cho chú xin một hút đi. Ừ. Chú nữa, chú một hút. Trang ơi, Trang, chú đang chú thắng cái sữa của em. Chú Long à. Ui, chú xin. Cho chú Thắng à. Chú xin. Cho chú Long một hộp nữa này. Chú xin nhá. Ờ, chú nữa, Diêu ơi, chú nữa. Đợi chẳng tí, cháu bóc vỏ cho. Ok, ok. Đây. Chú xin. Ừ. Rồi chú bốn hộp nha, rồi cháu bóc tiếp. Ok luôn. Rồi. Ê, chú xin. Chú Thắng. Ê, cho chú nữa, cho chú nữa. Đợi tí cháu bóc. Thế? Nhanh lên đi Diêu, thèm. Nó cho chú của chú mà. Chú Long à. Chú xin. Chú Thắng à. Ui, con một hộp này cho chú đi. Ok, chú Thắng. Chú nào? Để. Này, chị bảo, lần sau ấy thấy đại ca của chị thì né né ra, nhớ chưa? Dạ. Nhìn này chú cứ như quái vật vũ trụ ấy. Diêu nó cho mình sữa mà nó còn vứt ra hộ mình nữa chứ. Ngộ ghê Thắng nhỉ. Thêm một kẻo quà khôn nữa là Trang ơi. Wow, đủ 12 trẻ quà rồi. Chị em mình đi đổi chiến binh quân số hàng thôi đi. Thằng này khá. Thảo nào nó lấy 4 hộp, nó còn bóc từng hộp cẩn thận. Hóa ra nó lấy cái thẻ quà cun. À nhưng mà khoan đã Trang ơi, chiến binh cun số học là cái gì hả Trang? À là quà tặng mới chương trình Cun Galaxy mùa 2. Mỗi chiến binh cun số học có thể biến hóa thành các phương tiện, máy bay chiến đấu. Nhìn rất là ngầu, rất là cun luôn đó. Wow. Có 5 chiến binh cun số học, siêu tuyệt đủ có thể ghép thành robot cun số học khổng lồ. Trước mắt các bạn chính là bộ quà tặng chiến binh cun số học. Khi bỏ cái hộp ra thì ta có 5 số đầy. Những số lẻ này có thể biến thành những chiếc xe, phương tiện chiến đấu, có năng lực riêng biệt nha. Xem mình đây. Chưa hết đâu mọi người. Khi mọi người sưu tập đủ 5 chiến binh cun số học như của mình đây, có thể ghép lại thành một robot cun số học khổng lồ. Và đây chính là kết quả. Mọi người cùng chiêm ngưỡng robot cun số học khổng lồ. Quá là ngầu luôn. Rồi, bây giờ chị đi đổi tiếp. Qua 12 thẻ đối dễ ẹt. Nhớ đâu em nhiều thẻ quá hay sao? Vậy là em chưa biết rồi. Với 24 thẻ, 3.003 triệu, 36 thẻ, 3 lô cun sữa vàng và một thẻ đặc biệt đổi số mức cun toàn năng. Wow. Cái số sữa cun kia là... À, cái số sữa cun này là chị đang định rủ em Diêu đi cắm trại em bé tiện săn thẻ đổi quà luôn ấy mà. Thôi ra tao bảo, tao có cách này. Hay là bây giờ bọn mình đi cắm trại cùng Trang, xong rồi bọn mình kiếm cớ lụm hết cái đống thẻ ở trong cái thùng sữa cun kia, tha hồ mà đổi qua. Ồ, điên đấy. Mỗi thằng một củ. Đi cắm trại mỗi một củ làm gì? Cứ đưa đây tao có cách. Đi về em đi, của em à, chào chị.
Trang ơi, em có ý kiến này. Hay là bây giờ chúng mình cắm trại em bé và cắm trại siêu sang đi Trang. Bây giờ em với chị đổi vai đi, chị cắm trại siêu sang để cho chị hai cổ, chị thích làm gì thì làm. Còn em với anh Thắng với cả em Diêu đi cắm trại em bé đây Trang nhá. Được thôi, tự dưng có hai củ rơi vào đầu. Các bạn cùng chờ xem là cắm trại em bé thích hơn hay là cắm trại siêu sang thích hơn nha. Diêu đưa lên cho chú. Chàng ơi, chị không dừng chai đi, chị ngồi làm gì đây? Mày không thấy chàng đang đeo tai nghe à? Để tao sang tao tìm dây tao rút cho đỡ nghe luôn. Này, đây, cho lên cho chú. Không có dây đâu mà rút. Đây là tai nghe Kun đa chiều, chị dùng 24 thẻ qua Kun để đổi được đây. Vừa xịn, vừa đẹp, lại còn có sticker các chiến binh Kun siêu phàm. Nối được Bluetooth luôn, cần gì dây? Bọn em cắm trại em bé như thế, ba thằng thì làm sao mà chui được vào trại? Ui giời, em đầy cách để ở. Thôi, mình cũng đi dựng trại các bạn ạ. Anh em mình đi dựng lều đi. Thế thì các chú có dừng đường nhiều không? Chú không phải vừa lon entino, chú lông gà thì còn chú thắng đây. Bây giờ nhìn chú này. Wow, đẹp không đẹp đấy. Đẹp đấy nhỉ? Ui, cái lều to này với anh em mình ở vô tư. Các chú cứ nồng vòng thấy lều cháu đẹp là ngất. Yeah, lều siêu sang của mình đã dựng xong rồi đấy các bạn ơi. Đấy, vừa to vừa đẹp lại còn hai lớp nữa này. Ui, các bạn nhìn sang lều của em bé kìa. Lều bé này làm sao mà chui vào được hỏi Diêu? Cháu vào được này. Để chú vào xem nào. Hai chú đứng ngoài đi. Cầu hổng lều cháu. Dạ. Đứng ngoài. Nếu có cháu thì đùa cho cháu. Ui giời, thôi cố nhịn đi Thắng. Tí nữa anh em mình chơi thử thách xong rồi lũ hết số thẻ kia đi đổi quà Kun Galaxy. Hôm nay mình cắm trại siêu sang, mình có dư rất là nhiều tiền. Thế nên là mình đã chuẩn bị rất là nhiều đồ ăn ngon đây này. Wow. Có thịt bò này. Wow, có rất là nhiều đồ ăn Hàn Quốc này. Nho này, hoặc đặc biệt mình đã chuẩn bị rất là nhiều sữa Kun đây này. Tất tàn. Ơ, chiếc ba lô của chị đây đâu nhỉ? Hả? Ê, này. Dạ. Sao lại lấy ba lô Kun siêu phàm của chị hả? Hóa ra đây chính là món quà đổi từ 36 thẻ qua Kun phải không Trang? Đúng vậy, ba lô Kun thiết kế hình in 3D chiến binh Kun siêu phàm hơi bị ngầu đây. Thôi chả chị. Các bạn ơi, thôi mình cắm trại, mình có nhiều. Có cả sữa, nhưng mà chưa có đồ ăn. Thế lấy sữa thay ăn cháu nhé. Không được, bây giờ hai chú phải đi nào cơ cho cháu. Có chú cháu mình đi câu cá. Mình ăn cá trên giờ nhanh. Vâng. Được chào với. Chú cháu câu cá đi nè. Nè, Diêu cầm tô cá đi. Từ cơ đi. Cá rồi Diêu ơi, giật đi Diêu ơi. Ra đi. Làm gì có. Ui dồi ôi, Diêu giật gà thế. Ok. Dạ. Ôi ôi. Trời ơi, Diêu ơi, mất mũ của chú rồi. Câu tiếp đi Diêu ơi. Cái đây. Câu cá, câu mũ chú làm gì? Câu để... Ui giời, Diêu ơi, mất hết mũ của chú rồi. Ui giời, Diêu ơi, mày mất hết mũ của chú rồi, Diêu ơi. Mày đừng có báo chú nữa. Các chú này vừa mình vừa ăn nhiều cá đấy này. Trời, có mỗi một con. Chú phải đi tìm đồ nữa chứ. Diêu ném gần phát nào là chú phải đi tìm đồ phát đấy. Thời gian đâu mà câu.
Thôi, một con này đủ ăn rồi. Bây giờ chú sẽ đi làm cá nướng giấy bạc cho xem. Tao mới nghe gà cuốn giấy bạc, giờ có cả cá cuốn giấy bạc nữa. Kệ, chủ yếu là uống sữa mà. Uống chín ấy, tí sang xin chị ăn. Được đấy, được. Không chín nào không cho uống sữa nữa. Cảm ơn cắn nha. A few moments later. Hai chú ơi, ăn cá xong rồi, bây giờ uống sữa cun thôi. Tao có kết tiền hay anh đấy nhỉ? Cho chú, của tao, của tao. Của tao, đưa tao. Của tao, của tao. Vì ra chưa dám đưa, anh thả kẻ sẽ thuộc người đó. Mày vào đây. Mày. Kẻ của tao. Mày. Tôi là ai? Kẻ của tao. Ôi dài ơi. Ôi hai keo. Mày con ơi, ở tao chắc mày mày gà quá. Chạm đất rồi. À thầy ngoài nhau. Ngoài nhau một đều. Còn bán cuối quyết định này. Bắt đầu. Thua gà thế. Long ơi Long, mình thấy chàng chạy đi rồi. Mình sang lấy đồ ăn ăn đi. Ăn đi, ăn đi, ăn đi, ăn đi anh em. Luộc miếng rong biển. Chấm. Ngon thế nhỉ. Cứng quẩn. Chưa ăn không? Miến không ăn ăn không ăn đi. Chú ăn cho chú không? Chú ăn không? Đây đây cái này chú ăn không? Không ăn chuối. Chú ăn chó chó tự gắp. Tự gắp à? Rồi tự gắp thôi. Ăn thì gắp đi. Ngon đấy nhỉ? Ngon đấy. Nhìn đẹp trai phết này. Đâu? Đẹp trai phết. Đây đây đây. À. Ừ, gương mình nói đáng ơi, chạy đi đáng ơi. Đây chính là robot côn toàn năng. Chị dùng một thẻ đặc biệt để đổi đây. Nó có cả camera hả chị Hằng? Ôi giời ơi, không những thế nhá, còn biết hát này, biết nhảy này, dạy học này, game tương tác kể chuyện, vân vân. Em không tin, em cũng thế. Được rồi, thế thì ở đây, chơi robot côn toàn năng này. Rồi chị thưởng cho đùi gà, ok? Vâng. Bật nguồn nha. Đấy, này nồi. Đây, giờ mấy chị em mình cùng khám phá nhá. À, vào đây xem nào. Wow. Đó, rất là nhiều luôn. Nhiều trò chứ không? Wow. Đây này, rất là nhiều trò luôn này. Giờ chị sẽ chọn lấy một trò cho mấy đứa chơi nhá. Vâng. Đây, mình chơi thử trò này đi mấy đứa ơi. Này, trò này nhá. Ok. Nhảy theo con robot. À. Thử cái này đi. Rồi. À. Nó đi này. Ơ phải nhả lưỡi ra chéo rồi. Đúng rồi. Nó lại đi tiếp mà. Ơ nó cầm quả chuối. Quay vòng tròn nữa. Ôi bố tay con rồi. Ôi. Chơi trò gì hả chị? Vẫn là OX nhưng mà mình chọn cua với sao biển. Ai chơi bên này cử đi. Ai em. Chơi? Em. Em. Diêu mới chơi. Diêu ra để chú chơi. Lần lượt từng người chơi một. Nào. Rồi em bé này chơi đi. Cho em bé đi trước. À đâu đấy là chị đi. Chị đi trước. Con cua. Em đi trước. Chị con cua. Diêu ơi cố lên. Diêu ơi cố lên. Diêu ơi. Bao đi em chưa vững đấy.
chị ở đâu? À, nhầm rồi. Chị em mình nhầm hết rồi. Nhầm rồi, Diệu ăn hai lần rồi Diệu ạ. Wow. Thế là như thế này thì không thắng rồi. Trời đất ơi. Ok, chị em mình hòa. Bây giờ chơi với Long. Đây, em ở trong giữa nè. Ok, chị. Con cua. Mình với con cua nha các bạn. Đây nè. Con cua. Mình sắp thắng rồi. Đây này. Chị chặn đầu này thắng luôn nè. Ok. Đi rồi không để ý. Em không để ý đúng không? Còn đi à? Đi em chị ăn ơi. Không trò chơi nữa. Rồi, này muốn săn gì á, đi mua sữa để uống mà săn thẻ nhá. Rồi, bây giờ chị về lều đây. Các chú ơi, về đi sữa cho cháu uống. Di vô tay từ đi mà lấy, chú không lấy đâu. Đi thắng này, về lều ơi. Về lều. Mình sẽ giải bìa cắt tông gia đình ngủ nha, con lều như không luôn. Hay quá, mình vẫn chui vào được. Chú thắng rồi, cháu có quân màu ạ, hai chú cháu mình vẽ đi. Nhưng mà không có giấy thì làm sao mà vẽ được. Cách. Đi rồi, ghé đi rồi. Kéo ghé. Vẽ ô tròn ngay cho chú. Đây, ô tròn vào. Ô tròn ngay mắt đấy. Lấy bút đỏ này Diêu ơi. Chụp bút đỏ này. Hả? Chưa bao giờ con mèo này. Chắc thằng Diêu lại trêu chú rồi. Không, chú thắng ơi. Chú đâu, chú cầm bút đâu. Diêu cầm bút mà. Cái gì thế này, bẩn hết cả mặt thôi. Chắc thằng Diêu lại trêu mình rồi. Chú thắng ơi, chạy nhanh lên. Chú đang đuổi đến nơi rồi nha. Ok, ok. Hai cái thằng này chạy đâu. Mày đứng lại, tao phải cho chúng mày một bài học mới được. Trời ơi, mấy đứa em của mình nghịch ngợm quá các bạn ạ. Ôi giời, thôi mà trời sắp tối rồi, chắc là mình cũng đi về thôi. Các bạn cũng đừng quên là săn bảo bối thần kỳ, khám phá Cool Galaxy nha. Bye bye. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video. Các bạn đừng quên ấn like, chia sẻ video và đăng ký kênh để ủng hộ KN Channel nha. Đừng quên truy cập vào Facebook Hàng Channel để kết bạn với chị Hàng nha.